Làm thế nào để tranh sơn thủy có thể mang lại năng lượng tài lộc cho gia chủ? Mời quý bạn cùng Bửu Liên tìm hiểu trong video này. Để tranh sơn thủy có thể mang lại năng lượng tài lộc cho gia chủ, điều quan trọng đầu tiên là sự lựa chọn sao cho phù hợp. Tranh sơn thủy phải hợp với mệnh cung và tuổi của gia chủ để tạo sự hài hòa với ngũ hành. Khi đã chọn được bức tranh phù hợp, tiếp theo quý bạn nên treo nó ở hướng phù hợp với phong thủy trong nhà. Các hướng thường được xem là tốt bao gồm Đông Nam, đây là hướng của sự giàu sang; Tây Bắc, hướng của quý nhân giúp đỡ; và Tây Nam, hướng của mối quan hệ hạnh phúc. Đối với tranh có hình ảnh thác nước, việc treo tranh sao cho dòng chảy hướng vào trong nhà là vô cùng quan trọng. Nó biểu tượng cho việc tiền tài và may mắn chảy vào mà không bị thất thoát ra bên ngoài. Điều này giúp thu hút và tăng cường năng lượng tài lộc. Ngoài ra, việc chọn treo tranh ở những nơi có nhiều hoạt động sẽ giúp tăng cường sự chuyển động của chi lộc như phòng khách hoặc nơi làm việc. Bạn cũng nên tránh treo những bức tranh này đối diện với cửa chính để tránh năng lượng tài lộc bị đẩy ra khỏi nhà. Một lưu ý tuy đơn giản nhưng cũng vô cùng quan trọng, đó là việc giữ tranh luôn sạch sẽ và trong tình trạng tốt. Việc này cũng góp phần vào việc duy trì và cải thiện năng lượng của không gian sống và của chính bức tranh. Bằng cách tuân theo những nguyên tắc trên, tranh sơn thủy không chỉ là một bức tranh đẹp mắt trang trí cho ngôi nhà mà còn trở thành một vượng khí mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình của bạn. Hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại cho quý bạn nhiều thông tin hữu ích. Bửu Liên xin kính chúc quý bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn và tài lộc.